Đây không phải là video mà tôi muốn làm hôm nay. Tôi từng nghĩ tôi sẽ đặt tiêu đề là cách lập trình viên nghỉ việc, gọi vốn thành công và mua du thuyền từ startup công nghệ của mình. Không may, thực tế hơi lệch với những gì tôi tưởng tượng. Mặc dù có một người dùng trả phí và anh ủng hộ tôi 500.000 mỗi tháng với việc rất đơn giản là đồng hành cùng anh và chia sẻ những gì tôi biết như tôi vẫn làm. Startup của tôi sẽ thất bại sớm nếu như tôi không tìm được cách để kết nối với mọi người. Nhưng tôi tin sẽ có một ngày mọi người sử dụng và ủng hộ để VCoder có thể đem lại giá trị cho bạn. Và đây là video tôi ghi lại những gì tôi đã làm. Và để nếu có nhận được ủng hộ sử dụng sản phẩm từ bất kỳ người hùng nào dưới phần bình luận, những cái tên đó tôi sẽ luôn nhớ và ghi danh trong suốt chặng đường khởi nghiệp. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu bằng ý tưởng. Rất đơn giản, tôi muốn tạo một website nơi bạn có thể xem các khóa học video. Đặc biệt là sau khi xem xong, bạn có thể trò chuyện và hỏi người tạo ra khóa học trực tiếp, giống như là mentor của bạn. Ý tưởng tuyệt vời đúng không? Bạn thấy có một người đồng hành và hướng dẫn thì nó sẽ tốt hơn đúng không? Đúng á. Có anh, cũng tùy, có thể. Vậy bạn có muốn trả tiền sử dụng sản phẩm không? Em vẫn chưa có nhu cầu lắm. Anh chưa, đang nghèo nữa. Dạ không. Ừ thì cũng đúng, nhưng mà đúng cũng như không. Ít nhất thì họ vẫn ủng hộ, chỉ là từ chối xài mà thôi. Bước 2, tới lúc xây dựng sản phẩm rồi. Tôi mất 5 ngày để làm phiên bản đầu tiên bằng WordPress, một công cụ làm web mà không cần code. Tôi biết là không ấn tượng mấy nên tôi đã làm phiên bản thứ 2 trong vòng 3 tháng. Có thể xem video, đăng khóa học đẹp mắt và làm bằng HTML, CSS, React, Next.js, deploy trên Amazon. Tuyệt vời, toàn là công nghệ rất tốt. Tại sao lại mất 3 tháng? Vì trước tôi làm game mà, nên phải vừa học vừa làm, vừa nài nỉ hai ông frontend và backend. Bước 3, giới thiệu sản phẩm. Vì khách hàng là những người học lập trình nên tôi đã đi vào trường đại học. Xin lỗi, chào bạn. Xin lỗi, chào bạn. Xin lỗi, chào bạn. Xin lỗi, chào mấy bạn. Xin lỗi, chào bạn. Hiện tại mới có đoạn, bạn có đang học lập trình không nhỉ? Đến đây tôi không nghĩ lập trình viên nên khởi nghiệp đâu. Vì tôi nhớ những ngày tôi ngồi code đến 2 giờ sáng và không phải nói chuyện với ai. Tôi yêu nó. Bước 4, ổn với bị từ chối nhiều lần. Tới nỗi tôi có xin số điện thoại của một bạn nữ tôi thích, bị từ chối. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Nhưng tôi liền vực dậy tinh thần, lên YouTube làm video ghi lại quá trình và mong có người hùng nào cứu và trả tiền sử dụng sản phẩm. Và tôi vẫn chưa từ bỏ đâu, nên mọi người sẽ đón nhận một phiên bản tốt hơn của vconeby.com. Tôi là Surreal, hẹn gặp lại ở mọi người ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.